Xin chào các bạn. Chủ đề hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ liên quan đến Vespa. Nhưng lần này nó là cái ứng dụng Vespa Mia. Mình sẽ chia sẻ với các bạn về những cái tính năng của Vespa Mia. Và sau một cái quá trình trải nghiệm xe cũng như là ứng dụng, mình muốn chia sẻ với các bạn xem cái ứng dụng này nó mang đến những cái lợi ích gì. Đầu tiên nhất đó là về cái giao diện ở trong ứng dụng Vespa Mia. Thì cái giao diện chính là những cái thứ mà chúng ta hay sử dụng nhất. Thì ở đây sẽ hiển thị được tổng cái số km mà xe mình đã đi cũng như tốc độ trung bình. Và cái điểm tiếp theo đó chính là Find My Vespa, tức là cái ứng dụng và cái tính năng tìm kiếm xe Vespa. Thật ra ở Việt Nam mình thì có thể là ít sử dụng đến, tại vì thông thường chúng ta đều để xe ở những chỗ mà chúng ta đã quen thuộc hoặc là chúng ta đã biết. Còn đối với những trường hợp để cái tòa nhà rất là lớn, một cái hầm xe rất là lớn mà chúng ta không thể nhớ được chúng ta để ở block nào, thì cũng có thể sử dụng cái ứng dụng Find My Vespa này để tìm cái khu vực mà chúng ta đã đậu chiếc xe của mình. Phần thứ hai đó là phần về dẫn đường. Thì Vespa Mia sử dụng cái tính năng dẫn đường thông qua Here Map. Đó thì một lát nữa mình sẽ chia sẻ thêm với các bạn về cái phần dẫn đường sau. Rồi bên dưới thì sẽ có danh mục những cái địa chỉ về dealer hoặc là về trung tâm service, trung tâm bảo dưỡng của xe. Nếu như các bạn không biết phải tìm kiếm đại lý chính hãng gần nhất ở đâu thì có thể sử dụng cái ứng dụng này để tra cứu. Ngoài ra thì có thêm mục shop online để các bạn mua những cái phụ kiện của xe Vespa, mũ bảo hiểm hay là nhiều những cái phụ kiện về xe khác. Mình rất là thích những cái phụ kiện của xe Vespa. Tiếp theo ở cái giao diện kế thì các bạn sẽ có một màn hình về thống kê chi tiết về những cái chip mà bạn đã đi. Ngoài việc thống kê chi tiết mà những cái chip bạn đã đi về tốc độ, về thời gian, về quãng đường, chip dài, chip ngắn, sẽ có đầy đủ những cái số liệu thống kê đó. Và ngoài ra thì nó sẽ hiển thị cái số km tiếp theo mà bạn sẽ phải mang xe vào trung tâm bảo dưỡng kiểm tra hoặc là thay thế, ví dụ như là thay nhớt. Như ở trên chiếc xe này thì đang hiện là 749 km nữa, tức là mình sẽ đi 749 km nữa thì mình sẽ mang xe vào xưởng bảo dưỡng dịch vụ. Tại vì những cái con số này bình thường chúng ta nhìn vào đồng hồ công tơ mét, chúng ta sẽ không thể nhớ được là 1.000, 2.000, 2.500 hay là bao nhiêu ngàn cây nữa thì mình phải mang xe đi bảo dưỡng. Có một cái ứng dụng để chúng ta tra cứu, còn 100 cây nữa, còn 200 cây nữa, lúc nào nó hết thì chúng ta mang xe đi. Đơn giản vậy thôi. Một giao diện khác đó là giao diện nếu như mà chúng ta sẽ có từ hai chiếc xe Vespa trở lên, thì chúng ta sẽ có cái mục vehicle, đó là thêm những cái chiếc xe của mình vào đây để tiện cho cái việc quản lý, cũng như là một cái giao diện để bạn có thể chia sẻ những cái khoảnh khắc đẹp của bạn về chiếc xe Vespa lên cái cộng đồng. Rồi, đó là những cái giao diện cũng như là cái phần có ở trong Vespa Mia. Và cái phần tiếp theo mình muốn chia sẻ đó là cái độ tiện lợi của ứng dụng Vespa Mia đối với người đi xe máy Vespa. Điều thứ nhất mình chia sẻ đó là cái khả năng tương tác giữa xe và cái điện thoại thông qua một cái liên kết không dây. Nó sẽ đẩy những cái thông báo, ví dụ đầu tiên nhất đó là thông báo về mục tin nhắn. Tuy nhiên mình không thể đọc tin nhắn ở trên đó được. Đó, mình chỉ biết rằng có một cái phần tin nhắn đã được gửi tới cái điện thoại của mình. Và phần thứ hai đó là thông báo về cuộc gọi. Thì ở phần thông báo về cuộc gọi sẽ hiển thị được cái tên hay là số điện thoại của người đang gọi tới cho mình. Điều đó sẽ giúp cho bạn biết được rằng cái cuộc gọi đó có quan trọng đối với bạn hay không. Nếu như đó là một cuộc điện thoại quan trọng, bạn có thể quyết định rằng tấp xe vào lề đường và trả lời cái cuộc điện thoại đó. Hoặc nếu như bạn nào có sử dụng những cái mũ bảo hiểm mà hỗ trợ khả năng kết nối Bluetooth, tức là mũ bảo hiểm tích hợp cái khả năng giống như là cái tai nghe để các bạn có thể trả lời điện thoại thông qua cái mũ bảo hiểm đó. Tại vì ở Việt Nam mình thì mình có tham khảo qua luật chưa thông qua cho sử dụng những cái tai nghe Bluetooth có dây hoặc là không dây khi mà chúng ta di chuyển bằng xe máy. Đó nên mình sẽ khuyến cáo với các bạn nếu như mà có sử dụng cái tính năng nghe gọi thông qua Bluetooth với xe Vespa thì nên sử dụng cái mũ bảo hiểm đó. Đối với bản thân cá nhân mình thì mình hay lựa chọn cái giải pháp đó là dừng xe và tìm một chỗ an toàn dừng xe và trả lời cuộc gọi nếu như đó là một cuộc điện thoại cần thiết phải trả lời ngay.
Còn nếu như không thì mình đa số mình bỏ qua và mình sẽ gọi lại cho người đó sau. Và tiếp theo đó là cái khả năng dẫn đường thông qua cái ứng dụng bản đồ ở trong Mia. Trước hơn hết mình nói đây là một cái ứng dụng về bản đồ do Vespa làm với HereMap. Thì nếu như bạn nào đã dùng hoặc là đang dùng HereMap thì sẽ hiểu được cái độ tiện lợi cũng như là cái logic hoạt động của HereMap. Nó có một phần gì đó khác biệt với Google Maps, tại vì mình hay sử dụng Google Maps, nhưng khi mà mình trải nghiệm cái xe Vespa này mình sử dụng cái HereMap. Bởi vì cá nhân mình không phải là một người quá rành đường, mình chỉ biết một vài chục đường chính ở Sài Gòn thôi. Và mình đã thử sử dụng cái ứng dụng này để dẫn đường mình đi tới thăm chung cư Duy Luân và nhiều cái địa điểm khác ở Sài Gòn. Thì sau một cái quá trình mình sử dụng thì mình thấy rằng cái việc Vespa có một cái màn hình LCD hiển thị đa thông tin trên đó rất là tiện lợi. Và cách mà họ tùy biến cái hiển thị của HereMap ở trên mặt đồng hồ cũng rất là dễ tiếp cận, kể cả đối với một người mới hoặc là ví dụ như mình ít khi nào mình xài HereMap. Nhưng mà sao? Ở trên phần giao diện hiển thị ở bảng đồng hồ, HereMap sẽ hiển thị cho bạn rất là trực quan. Thứ nhất đó là phần tên đường sẽ hiển thị ngay ở trên đầu, tức là bạn đang ở đường nào và bạn sắp phải rẽ vào đường nào là thứ nhất. Thứ hai nữa, trên bảng đồng hồ sẽ có hai phần mũi tên, một phần mũi tên lớn và một phần mũi tên nhỏ. Phần mũi tên lớn sẽ thông báo cho bạn biết rằng cách 300m, cách 400m tới bạn cần phải rẽ phải. Còn cái phần mũi tên nhỏ thì sẽ thông báo cho bạn cái ngã rẽ tiếp theo. Đó, ví dụ như bạn còn 1km nữa thì bạn sẽ phải rẽ trái, nhưng mà trước cái rẽ trái đó là một cái rẽ phải chẳng hạn, thì cái mũi tên lớn hơn nó sẽ chỉ cho bạn biết 300m nữa bạn phải rẽ phải và 1km nữa bạn sẽ phải rẽ trái. Đó là cái phần giao diện hiển thị rất là trực quan đối với HereMap. Nó sẽ hoạt động thật sự trơn tru nếu như bạn quyết định đi theo cái tuyến đường mà HereMap dẫn. Còn với những cái tuyến đường mà bạn biết thì mình nghĩ rằng bạn không cần phải sử dụng HereMap làm gì. Có một yếu tố nhỏ nhỏ nữa, đó là có thể bạn sẽ đi vào một cái vùng mất sóng, tín hiệu GPS kém thì bạn sẽ bị mất hiển thị dẫn đường. Tuy nhiên trong cái quá trình mà mình sử dụng thì bạn sẽ mất khoảng 1 đến 2 phút để cho cái tuyến đường đó nó sẽ được tái tạo lại hoàn toàn bình thường, và HereMap vẫn sẽ dẫn bạn tiếp tục cái chuyến hành trình đó mà không ngắt ngang. Còn việc mà sử dụng cái tính năng dẫn đường thì cũng không mất quá nhiều thời gian. Ví dụ như mình xác định là mình sẽ, ví dụ như hôm rồi mình sẽ đi về một cái chung cư ở phía quận 2, chỗ mốt nhà Duy Luân. Mình mở điện thoại lên, rồi mình vào ứng dụng Mia, bấm một nút kết nối duy nhất. Sau đó mình gõ trên bản đồ cái địa chỉ đó, rồi mình bấm dẫn đường. Ví dụ như mình sử dụng bóp điện thoại. Sau khi mình đã dẫn đường, mình chỉ cần bấm dẫn đường, mình cất điện thoại. Và sau đó mình lên xe, mình di chuyển. Bảo mình rẽ trái mình sẽ rẽ trái, và bảo mình rẽ phải mình sẽ rẽ phải. Giống như là một cái quán tính, chúng ta chỉ cần đi theo hướng dẫn. Còn nếu như các bạn đã biết đường thì tất nhiên rồi, không cần sử dụng cái ứng dụng bản đồ làm gì. Và ngoài cái lợi ích đó ra, và theo như cá nhân mình á, mình có một cái phần lợi ích nữa muốn chia sẻ, đó là cái khả năng nhắc nhở bảo dưỡng xe. Thật sự như cá nhân mình có mấy chiếc xe máy, nhưng mà mình không thể nhớ được rằng cái chiếc xe này đã đi được bao nhiêu cây số và bao nhiêu cây số nữa thì sẽ cần phải thay nhớt. Đó là thật sự. Còn đối với xe ô tô của mình thì nó đã có cái hệ thống nhắc rồi, mình cũng không cần quan tâm gì hết, cứ đến từng đó km xe nhắc là mình đi thôi. Mình không phải bận tâm là mình đang đi còn bao nhiêu km hay là như thế nào, không phải mất thời gian để suy nghĩ mà nhớ được những cái con số đó. Chúng ta chỉ cần vào ứng dụng kiểm tra số km, nếu như còn 20-30 cây hay là 50 cây gì đó thì thôi, tiện đường thì chúng ta sẽ ghé trung tâm dịch vụ thay nhớt bảo dưỡng xe. Đó là những cái lợi ích mà mình cảm thấy rằng nó hữu dụng đối với người sử dụng xe Vespa. Rồi, và đó là những cái tiện ích của ứng dụng Vespa Mia mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng rằng cái thời gian sắp tới thì ứng dụng ngày càng phát triển hơn, cũng như là mở rộng thêm nhiều những cái tiện ích khác hay là những cái lựa chọn khác cho người sử dụng, để mang đến cái trải nghiệm lái xe an toàn cũng như là tiện lợi hơn.
mình xin tạm dừng cái chủ đề về ứng dụng Vespa Mia ở đây. Hẹn gặp lại các bạn về những cái chủ đề khác về xe Vespa trên xe.tinhte.vn.